Xin chào quý khách hàng thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn xoay cảm ứng theo nhạc. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn bobin 9 mắt Tinger 2-in-1 Pro. Đây là dòng đèn được kết hợp 9 mắt LED 7 màu và 2 mắt laser. Nó chiếu ra những cái hoa văn tạo cho một cái nền rất là sang trọng. Đèn phù hợp cho những không gian từ 30 cho đến 70 mét vuông như phòng bay, phòng karaoke hoặc là những quán beer club, những cái sân khấu nhạc DJ. Đèn có chế độ cảm ứng âm thanh nên nó sẽ phù hợp tất cả các thể loại nhạc, từ nhạc trẻ sôi động, nhạc remix cho đến những cái nhạc bolero nhẹ nhàng. Khi khách hàng có một căn phòng bay hay là muốn đầu tư kinh doanh phòng karaoke thì nên đầu tư mẫu đèn này, vì giá thành của đèn thì rất là hợp túi tiền để mọi người mua kinh doanh. Thiết kế thì nhỏ gọn, dễ dàng treo lắp, dễ dàng di chuyển. Và cái hiệu ứng của đèn thì rất là sang trọng, không sợ bị lỗi thời. Mọi người chỉ cần đầu tư một lần và sử dụng rất là lâu dài. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.